Lô ship giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Lô ship từ giao đồ ăn, đi chợ giúp bạn và nhiều dịch vụ khác, tất cả đều free ship. Lô ship hiện đã có mặt tại Hải Phòng và Hạ Long, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Ủng hộ Lô ship như ủng hộ người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá thế giới và series Liên Xô hành trình tới vĩ đại. Như ánh sáng mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc cách mạng tháng 10 đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người, Hồ Chí Minh. Trở về. Sang tháng 10, làn sóng cách mạng lan tràn khắp nước Nga. Ngày 7 tháng 10, theo nghị quyết của Trung ương Đảng Bolshevik, Vladimir Ilyich Lenin đã từ Phần Lan bí mật trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cuộc hành động. Ngày 10 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định khởi nghĩa vũ trang. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ra bộ chính trị do Lenin đứng đầu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị đã bác bỏ những ý kiến của Dinoviev và Kamenev về khả năng cách mạng sẽ phát triển hòa bình và quan điểm của Trotsky là khởi nghĩa cần lùi lại để sau Đại hội Xô Viết toàn Nga lần thứ hai. Có thể hiểu rõ hai đại biểu này là không tán thành nghị quyết về khởi nghĩa vũ trang. Ngày 12 tháng 10, Xô Viết Petrograd cử ra Ủy ban quân sự cách mạng để chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa vũ trang ở thủ đô. Ngày 16 tháng 10, Trung ương Đảng Bolshevik thành lập Trung tâm quân sự cách mạng để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong nước. Các tổ chức Đảng Bolshevik đã tích cực triển khai những công việc cần thiết trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kỹ thuật quân sự để tiến tới khởi nghĩa vũ trang. Ngày 10 tháng 10, trong bài trả lời phỏng vấn của tờ báo Đời Sống Mới, Dinoviev và Kamenev đã nêu rõ việc họ không tán thành nghị quyết khởi nghĩa vũ trang của Trung ương Đảng Bolshevik. Tuy nhiên, một số ủy viên không tán thành kế hoạch khởi nghĩa, nên ngày 18 tháng 10, họ đã đăng ý kiến của mình trên tờ báo Đời Sống Mới. Do đó, chính phủ lâm thời đã biết được kế hoạch nổi dậy, thế nên đã chuẩn bị đề phòng. Từ mặt trận, 70 tiểu đoàn bộ binh xung kích và một số trung đoàn độc lập được điều động về bảo vệ những thành phố lớn như Petrograd, Moscow, Kiev, Minsk. Do đó, Lenin đã quyết định sẽ tổ chức nổi dậy sớm một ngày, tức là ngày 24 tháng 10, làm cho đối thủ bất ngờ. Ngày 24 tháng 10, tức ngày 6 tháng 11 dương lịch, Lenin viết cho Ban chấp hành Trung ương Đảng: vô luận bằng cách nào cũng không được để chính quyền nằm trong tay Kerensky. Chiều ngày 24 tháng 10, Lenin đã cải trang đến Điện Smolin để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Tại Điện Smolin, trên các cửa sổ đều có đốt lửa, phía ngoài là xe thiết giáp, trạm gác bố trí tại cửa ra vào. Binh sĩ vũ trang đi lại tấp nập, tin Lenin trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nhanh chóng được báo tới khắp các trung đoàn và nhà máy. Trong khi đó, chính phủ lâm thời đưa các đội canh gác đến đóng xung quanh những cơ quan quan trọng nhất, bao gồm các học sinh sĩ quan, tiểu đoàn kỵ binh xung kích, tiểu đoàn lính phụ nữ và các đơn vị Cossack tập trung tại cung điện mùa đông. Dung chuyển thế giới. Chiều ngày 24 tháng 10, theo lịch Nga cũ, cuộc khởi nghĩa bắt đầu. Theo kế hoạch, các đơn vị cận vệ đỏ tập trung lực lượng đánh chiếm các khu vực đầu mối, trụ sở các bộ, tổng đài điện thoại, nhà ga, các cầu bắc qua sông Neva. Trong đêm ngày 24 và ngày 25, các đơn vị cận vệ đỏ của công nhân, binh lính cách mạng và thủy binh hạm đội Baltic đã đánh chiếm các vị trí then chốt ở thủ đô. Ngay trong đêm 24 tháng 10, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Petrograd, bao vây cung điện mùa đông mà hầu như không tổn thất. Sáng ngày 25 tháng 10, với danh nghĩa bộ chỉ huy tối cao, Kerensky đến bộ tổng tham mưu ra lệnh cho các trung đoàn Cossack sông Đông số 1, 4 và 14 đến tiếp ứng, nhưng các đơn vị này đã ngầm ủng hộ quân cách mạng. Họ lấy lý do là kỵ binh của họ không có bộ binh mang súng máy yểm trợ nên không thi hành mệnh lệnh. Các đơn vị ở Petrograd cũng từ chối tiếp viện. Kerensky nghe tin thì biết quân đội đã quay sang ủng hộ đối phương. Ông liền báo tin cho chính phủ lâm thời biết rằng lực lượng còn rất ít. Sau đó thì viện lý do đến gặp các đơn vị. Kerensky đã lợi dụng xe của Đại sứ quán Hoa Kỳ để trốn khỏi thành phố. Tất cả các sĩ quan cao cấp cũng bỏ về nhà riêng, chỉ còn các bộ trưởng ở lại cung điện mùa đông. Kế hoạch tấn công cung điện mùa đông được ấn định vào rạng sáng ngày 25 tháng 10. Đến 7 giờ sáng, đợt tấn công thứ nhất bắt đầu. Các vành đai dần khép lại, nhưng các cuộc tấn công quá chậm và phải dùng xe hơi chuyển mệnh lệnh. 3 giờ chiều, Đại Bác được chĩa thẳng vào cung điện mùa đông. Các chiến sĩ cận vệ đỏ đứng sau những chướng ngại vật
hoặc làm nhiệm vụ tuần tiễu, chờ lệnh phát hỏa. Các đội tuần tra quan sát theo dõi mọi hoạt động của quân đội chính phủ. Đến 6 giờ chiều, cung điện mùa đông đã bị vây chặt. Các chiến sĩ cận vệ đỏ và các thủy thủ ủng hộ cách mạng tiến sát đến cung điện và chiếm lấy tất cả những góc đường và các mái nhà ở bến tàu, cạnh bộ hải quân và cung điện. Các binh lính bảo vệ cung điện thì dựng chướng ngại vật chặn cổng ra vào cung điện mùa đông, lập sẵn các vị trí đặt súng trường và súng máy để phòng thủ. 6 giờ chiều, đảng Bolshevik gửi tối hậu thư cho bộ tham mưu quân sự Petrograd, buộc đầu hàng, nếu không sẽ cho chiến hạm dạng đông tấn công. Một tối hậu thư khác được gửi đến cho chính phủ lâm thời, buộc phải dọn sạch chướng ngại vật và đầu hàng vô điều kiện. Theo điều kiện đã quy định, sau 20 phút không nhận được câu trả lời sẽ cho chiến hạm dạng đông tấn công. 9 giờ 45 phút, chiến hạm dạng đông nổ loạt đại bác báo hiệu tấn công. Thực ra, các phát đại bác không nhắm vào cung điện mà chỉ dùng tiếng nổ của đại bác để đối phương hoang mang. Hàng lính bảo vệ cung điện rối loạn và lợi dụng điều đó, thủy thủ, chiến sĩ cận vệ đỏ và binh sĩ cách mạng đã tràn vào cung điện. Quân phòng thủ cung điện chỉ kháng cự lẻ tẻ rồi nhanh chóng tan rã. Cuộc chiến diễn ra tới 2 giờ 45 phút sáng thì kết thúc. Toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt, trừ Kerensky đã cải trang thành phụ nữ nên tháo chạy được ra ngoài. Tác giả Thierry Walton tường thuật rằng tất cả nhân chứng thời đó đều cảm thấy bất ngờ do sự kiện tấn công cung điện mùa đông diễn ra chớp nhoáng. Báo Human Eye của Cộng sản Pháp ngày 9 tháng 10 năm 1917 đăng bài cuộc đảo chính tại Nga. Khi đó, lực lượng quân sự của người Bolshevik tiến vào cung điện mùa đông, lúc đó đã trở thành quân y viện, không gặp sự kháng cự nào đáng kể từ đội nữ binh và các sinh viên sĩ quan. Ở bên ngoài, xã hội vẫn hoạt động bình thường, hầu như đa số người dân thủ đô Petrograd không nhận ra. Theo nhà sử học Mỹ Richard Pye, thiệt hại trong cuộc tấn công vào cung điện mùa đông chỉ có 5 người chết và một số người bị thương, hầu hết là do đạn lạc. Sứ mệnh hòa bình, lời tuyên bố rút lui khỏi thế chiến. Ngay trong đêm 7 tháng 11 năm 1917, Đại hội Soviet toàn Nga lần thứ 2 tuyên bố khai mạc tại điện Smolny và tuyên bố thành lập chính quyền Soviet do Lenin đứng đầu. Các sắc lệnh đầu tiên của chính quyền Soviet đã được thông qua là sắc lệnh hòa bình, tuyên bố rút nước Nga khỏi thế chiến thứ nhất, và sắc lệnh ruộng đất, tức là quốc hữu hóa ruộng đất của địa chủ, nhà thờ để chia cho nông dân. Chính quyền Soviet còn thực hiện các biện pháp thủ tiêu các tàn tích của chế độ phong kiến cũ như xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, xóa bỏ những đặc quyền của giới quý tộc và giáo hội, thực hiện các chính sách nam nữ bình đẳng, phổ cập giáo dục toàn dân. Mở đầu sắc lệnh hòa bình, Vladimir Ilyich Lenin khẳng định bảo vệ hòa bình là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa sống còn của nhân loại. Người nhấn mạnh thái độ dứt khoát của những người cộng sản là lên án mọi chính sách bạo lực cường quyền, phản đối chiến tranh xâm lược, ra sức bảo vệ hòa bình và quyền bình đẳng, quyền tự quyết định vận mệnh, con đường phát triển của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trên cương vị người đứng đầu nhà nước xã hội chủ nghĩa, Lenin kêu gọi chính phủ tất cả các bên can dự vào chiến tranh thế giới thứ nhất phải đình chiến và tiến hành những cuộc thương lượng, đàm phán hòa bình để ký kết một hòa ước hòa bình ngay lập tức, mà không cưỡng bức, không thôn tính, không xâm chiếm đất đai của nhau và không được sáp nhập thêm các dân tộc khác vào lãnh thổ của mình. Trong sắc lệnh hòa bình, Lenin đã nêu rõ chiến tranh là một tội ác lớn nhất đối với nhân loại. Chỉ rõ bộ mặt thật của chủ nghĩa đế quốc và bọn tay sai phản động chính là nguyên nhân gây ra các cuộc chiến tranh, hủy hoại sự phát triển của nhân loại, đồng thời khẳng định bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là yêu chuộng hòa bình, kiên quyết phản đối chiến tranh xâm lược trong cuộc đấu tranh để bảo vệ và giữ vững hòa bình của toàn nhân loại. Lenin đặt lên hàng đầu vai trò to lớn của giai cấp công nhân, của quần chúng nhân dân và khẳng định niềm tin chiến thắng. Phong trào công nhân sẽ giành được phần thắng và sẽ vạch ra con đường đi tới hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường đúng đắn, duy nhất để buộc chính phủ các nước tham chiến nhanh chóng tìm lối thoát khỏi cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu, gây tổn thất rất lớn sinh mạng con người và của cải vật chất xã hội. Là con đường giúp cho mỗi quốc gia, dân tộc được sống trong môi trường hòa bình. Sắc lệnh hòa bình cũng nêu những vấn đề có tính nguyên tắc của một kiểu quan hệ quốc tế mới, được đề ra không phải trên cơ sở các dân tộc lớn áp bức, chà đạp các dân tộc nhỏ và yếu, mà là dựa trên sự đoàn kết, xây dựng và giữ vững môi trường hòa bình bền vững của tất cả các dân tộc và sự bình đẳng của các quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, trong điều kiện thế giới còn tồn tại giai cấp thống trị, bóc lột và những thế lực hiếu chiến luôn tìm cách đi xâm lược, thôn tính các quốc gia, dân tộc khác, Lenin không hề ảo tưởng
về một nền hòa bình giả dối, nhất thời do các thế lực đế quốc chủ nghĩa hiếu chiến tuyên bố. Quan điểm của Lenin trong sắc lệnh hòa bình cho thấy, để có một nền hòa bình lâu dài, bền vững trong bối cảnh chủ nghĩa đế quốc không ngừng chạy đua vũ trang, câu kết chặt chẽ với nhau và với các thế lực phản động quốc tế nhằm chống phá cách mạng, đòi hỏi nhà nước xã hội chủ nghĩa phải hết sức chú trọng đến vấn đề mang tính chiến lược cách mạng là tự bảo vệ, phải không ngừng chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Lenin đã cảnh báo, chúng ta đấu tranh chống sự dối trá của các chính phủ, trên lời nói thì tất cả đều nói về hòa bình, về công lý, nhưng trong việc làm thì lại tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược và cướp bóc. Như vậy, với sắc lệnh hòa bình, lần đầu tiên chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc bị lên án, bị coi là tội ác lớn nhất chống lại nhân loại. Đồng thời, các nguyên tắc cùng chung sống hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia, thừa nhận quyền bình đẳng đầy đủ giữa các dân tộc, tôn trọng quyền độc lập, tự chủ của các nước có chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác được Lenin xác lập. Sắc lệnh là dấu mốc ra đời và phát triển đường lối chính sách đối ngoại hòa bình của nhà nước Xô Viết, làm cơ sở trong xây dựng phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Ý nghĩa còn mãi. Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 10 là do đường lối đấu tranh và sách lược đúng đắn của đảng Bolshevik mà lãnh đạo là Lenin, biết phát huy sức mạnh quần chúng đang chịu nhiều khổ cực do chiến tranh đế quốc. Ngoài ra, cuộc cách mạng nổ ra trong hoàn cảnh quốc tế hết sức thuận lợi khi các nước đế quốc đang tham gia vào chiến tranh thế giới lần thứ nhất, không có điều kiện can thiệp vào nước Nga. Với những người cộng sản và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc chịu sự ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp vô sản tiến hành. Thắng lợi của cuộc cách mạng đã hình thành nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 đã giải phóng các dân tộc thiểu số trên đế quốc Nga khỏi thân phận phụ thuộc, bị chế độ Sa Hoàng áp bức, bóc lột. Sau cuộc cách mạng này, hàng loạt nhà nước của các dân tộc bị áp bức trên lãnh thổ nước Nga đã ra đời. Ngoài ra, cách mạng tháng 10 Nga còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và nhân dân các nước thuộc địa, mở ra con đường cải biến chủ nghĩa tư bản và giải phóng các dân tộc bị áp bức. Cách mạng tháng 10 là cuộc cách mạng tất yếu, hợp với quy luật phát triển của lịch sử. Bởi lẽ, từ thời điểm đó, hình thức tồn tại kiểu chế độ Nga Hoàng đã lỗi thời, không còn hướng phát triển. Trong thời điểm lịch sử đó, không ai ngoài những người Bolshevik có thể giữ vững được chính quyền. Cuộc cách mạng cũng là đỉnh cao của việc giải quyết các vấn đề xã hội chính trị, mà vào giai đoạn đó, chính quyền Nga Hoàng mục nát, không thể giải quyết được. Cuộc cách mạng này đã đưa nhân dân đến với sự bình đẳng giữa các công dân trong xã hội, sự thống nhất và đoàn kết giữa các dân tộc. Mặc dù nhiều ý kiến trái chiều vẫn coi cách mạng tháng 10 là cuộc tàn sát hay vụ cướp bóc hay ngày quốc tang, một số nhà sử học phương Tây thì xem cách mạng tháng 10 là cuộc đảo chính bạo lực đã thiết lập nên một nhà nước toàn trị ở Nga. Nhưng tự chung lại thì không thể phủ nhận cách mạng tháng 10 có thể thành công được là nhờ nhân dân Nga ủng hộ. Trong một loạt những ý kiến này đều vang lên một kết luận dường như là chân lý. Trong chiến tranh, người chiến thắng là kẻ trong thời điểm lịch sử cụ thể ấy đang nắm giữ chân lý. Và thời điểm năm 1917 xa xưa, Hồng quân đã thắng. Nhờ sự ủng hộ của đa số nhân dân mà nhà nước Bolshevik non trẻ mới có thể huy động được lực lượng để đập tan các nhóm chống phá cách mạng và còn đánh thắng được cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc. Đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Trên phạm vi thế giới, cách mạng tháng 10 là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Nó đánh dấu việc ra đời của nhà nước Liên Xô, một nhà nước ủng hộ phong trào cộng sản và công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Liên Xô đã thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản lan rộng ra toàn thế giới, buộc các nước phương Tây phải cải cách nền kinh tế, chính trị, xã hội của mình để thích nghi với hoàn cảnh mới. Cuộc cách mạng này cũng tác động lớn đến các thuộc địa. Sau khi ra đời, Liên Xô đã hỗ trợ rất nhiều về vật chất, đường lối và ngoại giao để giúp các nước này giành độc lập. Nhiều nước khác ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin được sự hỗ trợ về chính trị, viện trợ về kinh tế, quân sự của Liên Xô đã vùng lên đấu tranh đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Đến những năm 70 thì hệ thống thuộc địa của phương Tây cơ bản đã bị tàn rã sau 300 năm tồn tại. Năm 1927, trong cuốn sách giáo khoa lý luận chính trị đầu tiên của cách mạng Việt Nam, Đường Cách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc
giới thiệu tính chất và kinh nghiệm những cuộc cách mạng đã diễn ra trong lịch sử thế giới. Đặc biệt, đối với cuộc cách mạng tháng 10 Nga, người coi đó là con đường giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân. 50 năm sau cuộc cách mạng tháng 10, Hồ Chí Minh nhớ lại, càng nhớ lại những ngày tủ nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang, thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lenin và cách mạng tháng 10. Với việc cách mạng tháng 10 nổ ra và sự thành lập của nhà nước Xô Viết, lịch sử thế giới lần đầu tiên xuất hiện một kiểu nhà nước mới cùng những chính sách hướng đến lợi ích của người lao động và công bằng xã hội, quyền bình đẳng của phụ nữ, cấm phân biệt chủng tộc, quyền làm việc 8 giờ trên một ngày, cấm sa thải lao động vô cớ, trợ cấp cho người già và người tàn tật, giáo dục và y tế miễn phí. Đây là những chính sách mà các nước phương Tây cùng thời kỳ chưa hề có. Sự ra đời và tồn tại của nhà nước Xô Viết đã tạo ra áp lực khiến các nước tư bản phương Tây phải tự cải cách, mở rộng các quyền lợi của người lao động và phúc lợi xã hội. Ngày nay, nhiều chính sách của nhà nước Xô Viết đã được các nhà nước hiện đại tiếp thu, trở thành giá trị phổ quát ngay cả ở các nước phương Tây vốn từng muốn dập tắt của cách mạng. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé. Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Khám Phá Thế Giới nhé. Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Kỳ Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.